phía trước mặt các bạn có một cái tấm bảng tuyên truyền an toàn giao thông. Nó ghi là một ý thức giao thông chịu nụ cười hạnh phúc. Mình nghĩ cái tấm bảng này thì về câu cú ngữ pháp tiếng Việt là sai, sai trầm trọng. Ý thức là một danh từ không đếm được, nhưng họ lại dùng từ là một ý thức giao thông. Nụ cười thì được, bởi vì nụ cười là danh từ đếm được, chịu nụ cười hạnh phúc, như một ý thức giao thông nghe nó rất là chói tai. Đây là khu vực dưới chân cầu Cần Thơ, hiện tại là địa phận của tỉnh Vĩnh Long.